Xin chào mọi người. Hiện tại trước mắt các bạn là 10 cái ghế may cà phê. Bên mình vừa hoàn thành xong cho đơn hàng của một vị khách ở Huế đặt về bỏ ở suối. Đây là loại ghế có kích thước của nó là cao 30. Những ghế này rất là rẻ, tại vì giá thành nó rẻ nên cũng không thể đòi hỏi thêm về mặt thẩm mỹ của cái ghế. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Như này là đây là cột bằng những sợi dây nhựa. Đây là những mẫu đinh để đóng. Đấy, vì hàng rẻ tiền nên cái chi phí mình làm không thể nào mà cao hơn được nữa. Nó sẽ khác rất nhiều với lại một cái loại đắt tiền hơn. Nhưng đây là loại rẻ nhất. Các bạn có thể mua về làm những quán cà phê cốc này, có thể bỏ loại này. Loại này cũng bán cà phê rất là nhiều. Hoặc là để những nơi ở sân vườn các bạn có thể vứt ngoài nắng và mưa. Đồ này thì nó cũng mau hỏng đó, trong khoảng 2 năm thì nó hỏng liền hoặc là trong vòng 1 năm. Sản phẩm này thì bên mình không bảo hành. Có một loại cao cấp hơn thì bên mình vẫn cam kết với khách là bảo hành 3 năm. Còn loại này thì không. Các chi tiết thì hoàn thiện ở một mức chấp nhận được chứ không phải là sắc sảo lắm. Bạn nào mà có nhu cầu mà mua hàng với chi phí thấp mà muốn là đồ may thì chỉ có cái loại này là đáp ứng được cho các bạn. Các quán cà phê dạo này cũng dùng loại này khá nhiều, nhưng đa số mình thấy là hàng sử dụng của nó trong vòng 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thôi ạ. Còn cái loại đắt tiền thì mình sẽ lên clip sau. Khách nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ theo số điện thoại của mình là 0932 080391, nhắn tin trực tiếp ở trên TikTok này hoặc trên fanpage hoặc là Zalo. Zalo của mình là cũng dùng luôn cả số này luôn. Đó, mình xin nhắc lại nhé, đây là sản phẩm rẻ tiền. Đây là sản phẩm ghế may rẻ tiền. Nó phù hợp hơn cho những cái quán mà cà phê cốc. Chi tiết hoàn thiện thì nó cũng không được cao lắm. Nhưng mà nói để sử dụng thì nó vẫn sử dụng được.